Và đây các bạn, hôm nay mình đi chợ Ba Đình quận 8 ha. Thì mua được rau quế, xà lách. Rồi qua chợ Sớm Voi mua được củ sắn, ở nhà có lạp xưởng với lại trứng vịt. Đó, lạp xưởng là của một cô mạnh thường quân tài trợ cho. Đây, làm món bò bía. Quỳnh ngồi nhấp 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 đã quá trời kìa. Ngon quá trời ngon. Sao đánh giá sao Quỳnh? Ngon rồi. Ngon. Cái tương ngon hả? Tương ngon. Bò bía nó giòn ngọt. Lạp xưởng thơm ha. Lạp xưởng thơm. Hầm vịt thì nó mềm mềm ngon. Béo béo. Rau quế 40.000 đồng ký, giá khá là cao. Cải thảo, còn cải thảo cũng 40 đi, nhưng mà cái củ cà tím, cái củ hành tím bữa nay lên tới 60.000 đồng ký, giá cao quá trời. Bình thường nó khoảng độ 38-45. Ở đây là món thứ hai, đây là món cá nục sốt cà. Thơm quá trời thơm. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021. Mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt hay là đại lộ Đông Tây ha. Rất là yên bình. Qua bên kia là bến Bình Đông, quận 8. À, quay cảnh các bạn xem. Sài Gòn buổi chiều. Phạm Văn Chí, quận 6. Nhưng mà mua mắm Thái thì giờ đâu kịp nữa. Giờ chiều rồi. Bách Hóa Xanh đâu có bán mắm Thái. Nó chỉ bán rau thôi à. Ở đây nó có bán cá hồi ha. Hả? Không biết có bán rau củ quả không đây? Đây, con cưng nằm ngay góc đường của Phạm Văn Chí. Nghe nói có bán rau củ quả. Báo chí đăng là những cái shop con cưng, có nghĩa là chuyên bán đồ nít và phụ nữ có thai á, là có bán rau củ từ ngày hôm nay. Tuy nhiên ở góc đường này Phạm Văn Chí thì không có. Qua Phạm Đình Hổ. Buổi chiều yên ả ghê á. Mình đang đi tìm mua củ sắn với lại đậu phộng. Em nói gì? Đậu phộng sống rồi, để mình coi. Mình chỉ nó rang ra. Vậy luôn. Đây không có hả? Đây đường Tháp 10. Bình điên ghê. Chợ Bình Tây, nắng vàng rực rỡ. Bến xe Chợ Lớn. Nè.
đổ xăng à. Khu vực rau củ quả này đóng lại luôn rồi. Chợ Sâm Voi này để có củ sắn kìa. Góc đường Trang Tử Nguyễn Thị Nhỏ các bạn, quận 5 ha. 2kg củ sắn 40.000 đồng, 1kg 20.000 đồng. Bánh hoa xanh đậu phộng à, mấy chỗ nó có không? Ghé một cái bánh hoa xanh đi. Bánh hoa xanh à? Hay là cái siêu thị nào cũng được. Củ sắn thấy được ngoài đây mừng quá. Rồi, chị Phương Nguyễn chạy đi. 364 hay 346 giờ đi theo hướng này tới à. Ồ, nghe tiếng chim hót luôn. Điêu đứt. Hả? Ta lại đường Hồng Bàng và Thuận Kiều Plaza. Kiểm tra giấy tờ. Mấy người mình phát cơm thường xuyên ở đây. Nãy em đi giao hàng bán đồng à. Trên đường bán ra vẫn có người phát cơm. Dạ yeah. Nhưng mà có cái là nó ngồi xe hơi nó phát à. Chứ còn như mình chạy xe Honda mà chở với cái thùng đó, họ ra ngoài nó phạt mình chứ. Đúng rồi, hộp bịch nhà mình có rồi. Củ sắn, rau xà lách, rau quế. Đây, phụ động Thiên Vương, phía trước mặt các bạn là chợ Sở Tây. Đây, Nguyễn Trãi. Đường xá Sài Gòn những ngày này thật sự rất yên ắng. Củ sắn nãy 20.000 tính ra cũng giá ok ha. Nguyễn Trãi Trần Phú. Rồi, nó giống như là cái vườn không nhà trống vậy đó. Rồi. Chưa bao giờ Nguyễn Trãi thấy như vậy. Đóng cửa hết luôn. Bốn mười một bên kia là 360 Nissan 346 hay 364 thì Guardian. Rồi. Rồi đâu có thấy gì đâu. Quận 5 hay là quận chấp? Quận 5 Guardian mà. Thấy gì quận 5. Không có tiệm nào mở cửa hết. Rồi không có về Bách Hóa Xanh Đại đi. Không biết nó có đậu phộng không nữa. Không có thôi, quẹo luôn quyền. Mình mới đi qua địa chỉ 346 Nguyễn Trãi các bạn, quận 5 nha. Guardian. Guardian chuyên về hàng mỹ phẩm. Thì báo chí nói là Con Cưng và Guardian có bán rau củ quả từ ngày hôm nay. Tuy nhiên xác nhận hôm nay là chiều hôm nay ở đây không có bán rau củ quả nha. Coi bộ là cái mặt hàng rau củ quả hiện tại rất là hiếm quý.
Ờ đúng rồi, phải có hành của hành tím. Phải có hành hành coi. Về hướng nào quen? Hướng đó hay là về hướng cái cầu này? Hướng cầu đi. Thấy hoàng hôn đẹp quá. Đây Trần Phú quận 5, ngoài kia Trần Hưng Đạo. Bây giờ mình quẹo trái về hướng quận 8. Báo chỉ đăng một nẻo, mình đi thực tế nó một nẻo nữa. Cái bách hóa xanh nó có đậu phộng không nữa, không có đậu phộng mà mình thua. Đây cầu Nguyễn Cho Đi Phương. Mấy ngày này rau sống, các loại rau thơm rất là hiếm luôn. Mình đi nhiều nơi không thấy rau thơm, không thấy nhiều. Giờ rau kinh giới nè, bữa đi Nguyễn Chi Phương thì có một số loại rau thôi, như tía tô, diếp cá, hành lá cực kỳ mắc, không có hàng nữa. Ngoài đây nó bán gì không? Nó bán rau ngoài chợ. Đi phía trước chợ Ba Đình các bạn, có bán hành lá nha, 10.000 đồng một bó nhỏ, mình biết bao nhiêu gram nữa, lát về nhà coi lại. Chắc không tới đâu mày ơi, lấy chút xíu rồi, có mấy cặp mà. Bán đậu phộng. Như vậy các bạn thấy là khu vực chợ Ba Đình quận 8 nó còn bán rau củ quả ha. Hồi nãy mà hỏi cải thảo trong nhà đó thì bán 40.000 đồng một ký. Rau quế thì 40.000 đồng một ký luôn. À, còn gì nữa ta? Xà lách nãy nhiêu ta? 10.000 bó. Khu vực Ba Đình quận 8, nếu vậy là coi như cải thảo đem mắc hơn ở bên siêu thị hôm qua ha. Hôm qua siêu thị Bách Hóa Xanh thì bán 30.000 đồng một ký, tuy nhiên ở đây cái hàng nó tươi hơn. Xếp hàng chứ. Thôi đủ rồi, đi về. Đây Ba Đình quận 8. Có rau quế cũng đỡ, trong đó có húng lủi nữa, tự nhiên không có kinh giới nha, không thấy kinh giới, hơi tí tô. Sao hài những người đứng đông như vậy tô. Họ đi đổi tiền quy. Hoàng hôn đẹp quá trời. Thank you.
xấu quá trời xấu rồi, cái dằn. Tùng Thiện Vương, hoàng hôn đẹp quá trời. Vô ACB rút tiền, hoàng hôn đẹp quá trời luôn. Đây cầu Nhị Thiên Đường quận 8. À, trời đẹp. Cái rắn hồng nằm bên đây. Hoàng hôn. Bữa nay có một điểm khá là lạ các bạn, bây giờ là 6 giờ 35 phút rồi mà bầu trời nhìn vẫn còn mây trắng á, là lạ, đẹp á, ánh đèn vàng nữa. Đây các bạn, mình đã đi chợ về ha. Đây đầu tiên là hành nè, hành lá đó, 10.000 đồng được vô đó thôi đó, đó. Và đây các bạn, mình đã đi về ha, đi chợ về rồi. Đây hành lá nè, Quỳnh đây xích ra đây Quỳnh. Đây 10.000 đồng được như đây hành lá. Đó. Bình thường này mấy ngàn ta? 2.000 không? Bình thường này hả? 3-4.000. 3-4.000 à. Bữa nay lên 10.000. Còn xuống đây sơ sơ xuống. Mua bình thường thì gì tí mua giùm thì 10.000 một ký, nên đây là người ta bán 20.000 một ký. Có người bán 25. Cái này bữa nay gần 100.000 ký đó. Đó. Rồi ok, hành lá như đó là 10.000. Chắc lạng quá. Ừ, khoảng lạng. Nói chung hành lá bữa nay dựng rất là mắc. Rồi tiếp tục củ hành tím, bữa nay là 60.000 đồng một ký các bạn. Bình thường thì củ hành tím phải nói là khoảng độ 40, trong độ khoảng độ 38-45.000 đồng, mà bữa nay là 60.000 đồng một ký đó. Giá gần như tăng gấp đôi hả? Tăng tới tăng khoảng độ một chút xíu à, đỡ bằng hành lá thôi. Hành lá bằng hành tím cũng mắc. Hành tím mà lên mười mấy ngàn ký. 38-45 mà bữa nay tăng 60, tức là tăng 25%, tăng 25% hơn. Rồi tiếp đây, cái là khu vực chợ Ba Đình các bạn ha. Còn đây nè, đây là khu vực chợ Sớm Vôi nè. Chợ Sớm Vôi thì mình mua được củ sắn thì giá của tương đối là 20.000 đồng ký đó. Họ bán sẵn luôn là 2 ký vậy đó, là 40.000 đồng. Không biết củ sắn thì giá vậy có ổn không, mình thấy 20.000 cũng tạm đi. Rồi rau quế, xà lách được 10.000 đồng, em bung hết toàn bộ xà lách ra Quỳnh. 10.000 đồng cũng coi là chưa đẹp. Xà lách 10.000 đồng đó, được mấy cây đó. Kệ đi.
quế 40 ngàn đồng ký, bây giờ mình mua 10 ngàn nè, các bạn thấy nè, 10 ngàn rau quế nè, cũng đỡ đi. Đây là khu vực chợ Ba Đình đó nha, đây rau quế với lại xà lách là khu vực chợ Ba Đình. Thì rau quế 10 ngàn đồng thì cũng một tạm ổn. Để xuống quỳnh hạ xuống, hạ xuống đó. Rồi biết đậu phộng biết bình thường bao nhiêu ký ta? Rồi, bữa nay đậu phộng mấy cái hàng không có lên giá không? 60 ngàn nữa. Giờ mắc rồi đó. 60 ngàn đồng ký phải không? 60 ngàn đồng ký á. Chưa gan là mắc rồi đó. Ừ. Thì nghe nó có hai mấy ba chục ngàn ký là chưa gan đó. Gan rồi là nó bán định 5 ngàn. Ừ. Đó, nhiều đó thôi các bạn. Nói chung là hành lá vẫn mắc nè, củ hành tím tăng cũng khá là cao nè, lên tới 60 ngàn đồng ký. Rau quế 10 ngàn đồng một bó, vậy coi như mình chấp nhận đi. Còn lại củ sắn được, còn đậu phộng thì 60 ngàn, không biết sao nữa. Rồi, tối hôm nay mình sẽ làm một cái món khá là ngon, đó là món bò bía. Ok, mua tất cả những cái này về làm bò bía ăn. Yes. Các bạn, chúng ta làm món bò bía nha. Ở đây mình muốn con thuốc, bây giờ đây có tôm khô thôi, có gì làm nấy. Đây tôm khô này khá là lớn, bây giờ mình sẽ ngâm nước. Đó, ngâm cho nó mềm, xong giã nó ra để mà xào chung với củ sắn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta gọt củ sắn. Đây. Lý do tại sao mình làm món này là bởi vì chiều hôm nay mình thấy trên Facebook của bạn mình làm món này ngon quá. Đó, phải ráng đi tìm cho được củ sắn. Cũng may là qua chợ Sớm Voi thấy được củ sắn đó. Chợ Sớm Voi quận 5. Làm 4 củ đủ rồi. Củ nó bự. Khoảng mấy chục cuốn, khoảng 20 cuốn, 10-20 cuốn. Giỏi lắm, người ăn được 5 cuốn. Ừ, làm 20 cuốn được rồi. Ăn chơm không? Với mặt ăn cơm, ăn no rồi. Dùng tay lột. Em dùng tay lột nhanh hơn không Quỳnh? Được. Rồi, em bé bay nó qua. Ồ. Khó khăn giúp nhau ơi. Bữa nay bán được nhiêu? Bữa nay đâu có bán được gì hả? Ừ. Mong gì tụi bữa nay bán được nhiêu tiền? Bữa nay bán được 40 trứng rồi. Ủa trứng là được nhiêu? Mấy chục ngàn. Hả? Từng đường giống như là trứng. Mấy chục ngàn. Lợn ngàn đó. Ờ à, đó. Tính chưa tính hơn trăm. Trong khi bây giờ còn. Đó. Bây giờ cuộc sống khó khăn lắm. Ai làm được rồi cũng làm thôi. Sài Gòn quá lệ mà anh. Lệ sao người nghèo. Hoa cho người già. Đi với bà, đi về nhanh đi với bà. Qua phụ nhân với bà. Ừ. Qua lặt rau đi. Đây gọt vỏ xong rồi các bạn, mấy cái thâm thâm đen này cắt bỏ không? Cắt bỏ đi Quỳnh ơi. Cắt bỏ anh không mất hết thịt luôn rồi, cái này cũng đâu có gì đâu. Tắt bớt đi, cái phần ngoài đó tắt bớt đi. Tắt bớt. Ừ. Không nhiều không? Không nhiều thôi, để ăn cũng được. Không có nhiều. Ờ vậy hả? Chấm nhiều. Chấm. Ok. Vậy ok, hơi rửa đi, rửa sạch. Nhất cái đầm, ốc này nhất hay cái ốc. Đi về. Ờ, nói chị Quyền, mẹ kêu chị Quyền nấu mì gói cho con ăn. Chứ mẹ sẽ nấu bà ăn. Thank you.
không dày dày vậy đó. Nó thấy hơi mỏng á. Hơi mỏng thì sợ sẽ gãy. Sợ nó gãy. Đúng rồi, nó cái gì vậy đó. Sợ nó còn teo lại nữa mà. Nó mỏng vậy nó dễ chín. Đây tôm khô lớn quá, giờ sắc bớt, sắc nhỏ lại. Ngâm cho nó mềm rồi đó, giờ sắc lại. Thấy được rồi đó Quỳnh. Sắc về được rồi. Rồi bây giờ luộc lạp xưởng. Đây là lạp xưởng gà hôm bữa cổ cho, còn mình thường quân cho luộc hai cây. Cái chảo này hơi nhỏ Quỳnh, sắp làm đôi. Sắp làm đôi lá cá nục chiên, qua cá nục sốt cà chứ, cá nục sốt cà. Thơm muốn ăn thì lập sườn thơm thiệt đó chứ. Này xong sẽ sắc mỏng. Này phải chảo qua chảo lại, đảo qua đảo lại. Không cần ăn. Nó tự rút nước xuống là tự chín rồi. Ủa nhưng mà cái mặt phía trên nó chưa có xuống kệ nó. Rồi để do bé ba rửa cá xong để cho bé ba làm đi. Cho bé ba canh này đi. Dễ mà. Rồi qua xuống lặt rau đi. Em bao nó không chín luôn. Cái này lại mà nó không chín luôn. Rồi bây giờ hành tím. Ủa của hành tím nó làm gì tao quên rồi. Bầm ra. Bầm ra rồi hả, hàu ốp phi bỏ vô xài với tương. Ủa vậy hả? Ok. Có tỏi nữa mà mình làm củ hành tím trước đi. Bò bía. Bò bía đúng rồi. Cái ba canh nó chín đưa xuống nha. Cho vô lạp xưởng thơm. Lạp xưởng này thơm. Ủa hành tím mới làm biết nhiều mấy bà, 60 ngàn đồng ký, bình thường nhiêu ta? Nhớ khoảng độ 38 tới 45 vậy. Đúng rồi. Cái này 60 ngàn đồng ký hành tím, mô Phật như luôn. Nước mắm hồi mua có 19 ngàn chai, lên là 21 ngàn. Đó là nước mắm dở, nước mắm là nước mắm công nghiệp, không phải nước mắm kia đâu, nước mắm kia cả 100 ngàn chai. Tại vì mấy người tập quá nên lợi dụng hơn cho người ta làm giàu. Đảo qua lại. Nó rút bước lại là chín hết ha. Còn thơm quá trời bé ba. Nó phức luôn á. Ăn gì? Không những cái lạp xưởng cô cho ngon ghê á. Thơm lắm luôn, không bị cắt dầu nữa. Rất là ngon luôn. Đảo qua. Rồi tới tỏi.
Vậy con của em ăn gì bé ba? Mì nữa hả? Này nó cũng dễ ăn. Ừ. Để con ăn trước. Ừ. Rồi tiếp đây. Còn mấy cục gà này thì chờ cho. Ok, rồi bé ba mình lật rau đi. Đây xà lách là rau quế. Rau quế chắc lật vừa thôi à. Mình làm có độ 20 cuốn hơn à. Chắc 20 cuốn. Đó, xà lách. Nhiều đó xà lách 10.000 đồng. Nhiều đó 10.000 đồng đó bé ba. Bình thường biết nhiều nữa. Mắc rồi của siêu thị đúng không? Còn nhớ là siêu thị của là một bó cũng 5.000. Cái này mua ở chợ Ba Đình đó. Này qua chợ Ba Đình. Bao nhiêu nó hành là 10.000 đồng đó. Một bó hành nó chút xíu nó 10.000 đồng đó. Cho người lao động, người nghèo thôi. Rau quế là lắc lá. Không phải lắc. Nhiều lắm, chắc anh nghĩ chắc lật khoảng hơn phần 3 à. Tại vì rau quế bỏ vô trong cái đó như là mỗi cái chỉ khoảng độ mấy lá thôi mà. Đúng rồi. Ừ ok được rồi. Để cho tô. Đây, rau quế. Món này ăn kỳ công quá. Nhiều công đoạn. Nhiều công đoạn quá. Đi có video của người ta coi. Đỡ buồn chán. Đỡ buồn chán thôi quá, rau quế thơm quá trời. Hầu như được cái chỗ này rau quế nó tươi. Tại trong những cái chợ Ba Đình này cái rau này mua tươi nè. Cải thảo nó bán 40.000 đồng đi. Nhưng mà nó tươi hơn trong bánh khoai xanh, 30.000. Bữa chợ Nguyễn Duy Phương nó bán 50.000 đến 60.000 đồng với làm cải thảo. Mỗi chọn mỗi giá, mấy ông đừng chẳng quản giá. Thơm quá trời ha, rau quế thơm ha. Ừ. Thơm phức luôn. Rồi, cho dầu ăn vô, bắt đầu xào củ sắn với lại tôm khô. Như ba đang rửa rau. Lát kêu Quy nó cuốn cái bộ ghế chắc vui lắm hả? Dạ. Quy cuốn đẹp hơn em biết cuốn. Chứ cả biết sao mà trời ngoại cuốn rồi cuốn bộ bí chai á. Anh Quy nó ngồi cuốn. Em không biết cuốn. Thì lát dao lại hết cho nó cuốn. Tại mình tụi tôi biết cuốn đẹp, cuốn mất công, cuốn tròn, cuốn mập đúng không? Em đồ nghe mùi tôm nè, cái nè mặt. Tội phi. Thơm ở đâu Quỳnh? Tôm khô. Sắc mỏng. Cái này cũng biết chim sơ này là cũng chung với là cái củ sắn. Mất rồi. Ừ. Wow, thơm dữ vậy. Cái mùi tôm khô thơm lắm. Qua đây chụp hình nhé. Như sao thấy hình nó vô. Đó. Đó.
sống đi. Rồi giao lại cho mấy ba đi, cho mấy ba đất xảo này đi. Mình mềm mềm vậy em cắt gì quên rồi. Cắt sữa đúng không? Chưa, nó chưa có mềm mấy ba. Ok, đi cầm đi, các bà cầm đi. Đây, cắt lạp xưởng. Cái lạp xưởng gà nó không có đỏ như cái lạp xưởng heo ha. Đúng rồi. Ừ, ngon chứ. Mùi tỏi. Thơm, nó không có bị cắt dầu, ngon lắm. Lạp xưởng ngon. Vừa bỏ vô nồi cơm nó ngon. Ừ, thơm quá trời. Bạn nào lười lười là làm cái món nó ngon lắm. Trước là nhiều khi là sắc làm một cái lạp xưởng sắc làm 4 mà bỏ vô nồi cơm luôn cũng chín nữa, thơm ăn đã lắm, chấm với tương cay. Ở ngoài ta sắc mỏng lắm ha, mình sắc dày dày. Ở nhà mình ăn người ta không có làm người ta. Sắp chín như vậy bà. Chưa mềm xuống hả? Ok. Đó rồi, lạp xưởng ngon ha. Rồi, chuẩn bị chín. Tí xíu thôi, nêm nhẹ nhẹ thôi. Muối. Muối. Phải chín hơn nữa, nó phải ruột xuống. Nó trở thành cái màu trong hoặc là đục chất lộn. Tí xíu đường. Phải chín hoàn toàn luôn. Rồi ok, để cho mấy bà nó canh đi. Giờ qua làm tương. Rồi tao chỉ đạo không? Tao nấu qua tao chỉ đạo. Đây, bằm tương. Đó. Mặt sắp chín rồi các bạn. Ok, nó chắc khoảng độ 5 phút nữa là ok rồi đó. Rồi. Rồi. Đây rang đậu phộng. Muối mới đi, 20 tướng. Dẹp đi với bà. Dẹp còn lại. Lát còn phải giả đậu phộng nữa.
Rồi đây bắt đầu chiên trứng. Chiên cho nó mỏng luôn. Hai trứng hả? Em cũng biết. Chứ em cần, chứ em nghĩ nhiều quá. Thôi ba chiên và ba trứng đi. Hai với ba đi. Đánh lên luôn. Cái này không cần phải bỏ gia vị, chỉ là bỏ trong vô cái cho dầu vô. Chắc chiên mỏng không? Thấy nhiều dầu dữ. Nhiều dầu là không mỏng anh. À biết đâu. Em đâu có biết đâu. Chiên heo. Lắc. Cái này phải chiên mỏng nó mới sắc ra được. Mà cũng không cần quá mỏng. Anh xui đi anh. Chị đó giờ cũng chưa làm chuyện này. Cái nào chuẩn bị đi, chuẩn bị cái giá. Em chỉ kho cá nấu canh thôi. Nấu mỏng lên là dày, lắc dày thì sắc dày thôi. Ok. Cái muỗng kia kìa. Chảo này có không? Chở mặt lên chứ nó chín nhanh hơn chứ. Mấy đứa TikTok nó làm vậy. Dạ ô TikTok mình chơi theo nó mày chết á. Chở mặt anh thấy nhanh hơn hả Quỳnh? Phần lớn TikTok là mấy cái đứa nhỏ mà nấu ăn là phải tin vào những người lớn, tin vào TikTok là chết rồi. Bể em sao lắc mình sắc mà hơi dày. Hơi dày. Rồi ok nó chín rồi đó. Thành công rồi đó. Nó giống như chiên bánh xèo vậy thôi. Tùy vào cái lượng vừa đủ cái lượng trứng với lượng mỡ là ok. Cái này chắc là đẩy lên nó chín liền rồi. Nó mỏng luôn. Rồi. Ok. Đó, thấy không? Rồi, có kỹ thuật chiên trứng. Quyết rồi. Làm cái tương. Rồi, làm cái món này đúng là tuyệt. Nhiều công đoạn quá trời. Bé ba ngoài kia nó lắc nó làm đậu phộng. Rồi. Cho tỏi vào. Tỏi với củ hành tím. Có cái chày đầm đi. Đâu rồi ta? Ở dưới đó bà, ở dưới. Anh có mồm không? Có, hôm qua thấy có cái chày mà. Cái chày đó của em chứa đây. Ủa vậy hả? Rồi qua nhà lấy luôn đi. Bây giờ có hỏi anh có một cái chày. Thơm nữa. Rồi ok. Lỏng Quỳnh. Nè, pha nước. Này, pha nước vô nha mọi người. Nhìn mặt lắm à. Rồi, chuẩn bị chín, ngon quá.
tầm trái tương. Rồi làm cái món này đúng là từ nhiều công đoạn quá trời. Mấy ba ngoài kia lắc làm đậu phộng. Rồi. Cho tỏi vào. Tỏi với củ hành tím. Có cái chày đầm đi đâu rồi đó, dưới đó là cái dưới có mùa không? Có hôm qua thấy có cái chày mà cái chày nó của em chưa đây. Ủa vậy hả? Rồi qua nhà lấy luôn đi. Bây giờ có hỏi anh có một cái chày ngon rồi đó. Rồi ok làm được không Quỳnh? Pha nước ừ. Này pha nước vô nha mọi người. Nhìn mặt lắm à. Đây chuẩn bị chín thơm quá. Nghiêm lại Quỳnh. Tôi làm cho nó kẹo kẹo xuống chút. Nghiêm một ngọt đường, có chút đường nó sẽ kẹo. Ừ. Nhưng mà cái số lượng này đủ 20 cuốn không ta? Đúng. Ừ. Mùi tương thơm quá trời luôn, tương hột. Bột ngọt. Sao nó bay hết nước của mình? Phất luôn. Siêu đường. Đây, thiếu cái chày. Đây là cách cùng mấy bà nó dầm đậu phộng. Rồi ok, gọi đậu phộng mua về đi. Kính cuốn. Chưa sắc học vịt. Ừ. Đây sắc học vịt. Đó, cái miếng nó mỏng á. Đây là cái miếng thứ ba. Mỏng. Ừ. Rồi kêu Quy qua được rồi. Mấy ba kêu Quy qua mấy ba. Các bạn bắt đầu cuốn nha. Ở đây có củ sắn nè, xào tôm khô nè, đậu phộng nè, đó lạp xưởng, trứng, bánh tráng. Đây nhân vật chính sẽ cuốn Quy. Ok, bàn tay đã rửa sạch. Nó là quế. Người người ta cuốn người ta đẩy mấy cái này để ngoài. Đẩy trong. Biết rồi. Đẩy trong đẹp hơn. Cuốn sao ngon được rồi. Đó. Đấy.
xưởng chắc 2 miếng quá. Cuốn đã xong. Ừ, rồi qua đây rồi, cắt ớt. Dễ. Chị ba lấy mấy cái dĩa chị ba. Bây giờ thơm lắm luôn cái món này, bởi giống như cái món bánh mì mà tôm chiên. Bánh mì tôm chiên á. Ừ. Rửa miếng đậu phộng nha. Rồi thôi được rồi. Đây. Có cần em thử không? Rồi, em muốn thử em thử đi. Thử đi. Thử coi ngon không? Thử đi. Nóng mà. Nóng. Bé Quỳnh nó nói ngon là ngon rồi. Mình mới ăn một cuốn các bạn, thực sự rất rất là ngon luôn. Cái phần lạp xưởng rất là thơm, bọc thịt béo, rồi cái củ sắn nó giòn giòn sực sực. À, rau quế rất là thơm, cái phần tương đậm đà, rồi món ngon quá trời luôn á. Ở đây thiếu gì, thiếu sa tế ha, cũng thiếu sa tế, nhưng mà phải có cái ớt kiểm thì cũng ngon rồi. Ồ, cái này làm bán được đó nha, mà không biết làm bán mất bao nhiêu tiền nữa, tại cái lạp xưởng gà nó cũng mắc nè, ngon quá. Thì có chứ, ngon này rồi, bé ba ăn thử đi. Đó, thành quả giờ tới bé ba với lại anh Huy ăn. Ngon, thực sự là ngon á. Ngon. Rồi bây giờ bắt đầu chiên cá. Làm món cá sốt cà. Chiên sơ. Làm đủ mấy con cho con em ăn được rồi nè. Không thôi luôn rồi nha. Ok, làm hết có 7 con. Mình để cái gì nè. Cá này là do bạn tặng, chứ không có mua. Cái này chiên sơ chứ đâu phải chiên giòn ha. Chiên sơ nó ảnh hết canh. Sắc cà chua, cái này phải bầm, không cần nhuyễn lắm, tự vô là nó nhuyễn, không lo con cá còn đục. Ok. Cái gì đâm hành ớt không trời, đâm hành ớt. Kệ lấy cái kéo rồi dập.
đó là hành, ớt với lại gì ạ? Hành, mắm, ớt, nước mắm để kho cá. Ừ, ok. Món ăn dân dã mà ngon. Bò biếu này ngon quá trời. Chị với bà Vũ mang tới chả luôn. Xào cà. Rồi, sốt cà. Xào cà. Còn bây giờ luôn có một người cạnh một xíu đường, một ngọt. Muối, tí muối thôi. Đây, cái này có cái cả ớt. Quê ơi, quê. Anh làm bảo mua cái gì đây nào? Rồi, đắt mua sao? Không phải, em sợ kho cá này. Rồi, cái gì tiếp? Quần quật từ nãy mấy giờ, 7 giờ hả? Dạ. 2 tiếng đồng hồ. Rồi thắng đường xong rồi. Còn quá trời thơm. Nước mắm, ớt, hành. Quá trời. Rồi. Cá vô hả? Đây cho cá. Cá nó nhừ rồi. Xong mình kho nếm nếm. Cá vô. Còn mình không có cho cơm. Thả xuống hết luôn, em đã cái dĩa xuống nó nhanh. Không sợ nước cá vô. Cơ bản là để nó rút lại chín xong rồi sốt cà vô luôn hả? Cơ bản là nó gần chín mình bỏ cà vô luôn. Rồi mình xong mình nêm nếm cái mình đắt nước xuống. Thôi quá trời thôi. Trời ơi. Nhiều. Bán tí hả? Tí nhiều. 22. Để chút nhỏ đi 2 ngàn cho. Nói bãi cho hiểu 2 ngàn đi. Thôi. Bỏ cũng cho hiểu rồi bà. Từ quần nó đó luôn á. Ngày hôm đó bữa đó trời mưa á. Giật giả luôn. Cà vô. Này. Ít cà ha. Thì cũng được. Nó còn sệt là nó mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp tiếp. Đó, hôm nay có 2 món ngon đi chợ Ba Đình và chợ Sóc Voi. Một bên quận 8, một bên quận 5. Hôm nay Quỳnh lên tay nghề chiên trứng. Thứ hai là cái món bò bía đậm rất là ngon. Lần đầu tiên là bò bía đúng không? Lần đầu tiên là bò bía luôn. Lần đầu tiên ăn chiên trứng mỏng luôn. Lần đầu tiên ăn đồ phộng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.